Tập đoàn Dầu khí Total của Pháp vào ngày hôm nay 21 tháng 10 xác nhận chủ tịch tập đoàn này, ông Christopher de Margerie, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở sân bay Vnukovo của thủ đô Moscow, Nga. Chiếc máy bay cỡ nhỏ Falcon 50 chở ông Margerie cùng 3 thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn vào đêm 20 tháng 10 rạng sáng 21 tháng 10 sau khi đâm vào xe dọn tuyết của sân bay. Tai nạn khiến tất cả những người trên máy bay đều thiệt mạng. Hiện Nga đã khởi tố hình sự và Ủy ban điều tra Nga cho biết tài xế lái xe dọn tuyết đã trong tình trạng say xỉn và giả thuyết ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi của phi công và hành động của người tài xế. Total là tập đoàn khai thác dầu khí lớn thứ hai của châu Âu.